Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình khuyến học khuyến tài do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang thực hiện. Thưa quý khán giả, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả phương pháp dạy học ở một ngôi trường thuộc thành phố Vị Thanh. Mà điều thú vị ở đây chính là trong 4 năm nay, trường đã có hàng chục sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường chiếm hơn 95%, trên 83% học sinh lớp 12 đậu đại học nguyện vọng 1. Điều gì đã làm nên thành tích đáng khâm phục này? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục câu chuyện học đường. Nhưng trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả về những tấm gương thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đang ngày ngày góp phần lan tỏa sự học ở các vùng quê. Thưa quý khán giả, lúc sinh thời điều trăn trở nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm sao cho ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Bản thân của Bác cũng là một tấm gương sáng ngời về sự tự học. Ở những nơi thuộc vùng sâu của huyện Đông Mỹ và thị xã Đông Mỹ, có những người đã thấm nhuần lời dạy này, trở thành tấm gương sáng về sự học và góp phần lan tỏa việc học tập Bác. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau. Một buổi sáng đầu tuần ở trường trung học cơ sở Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Trong không khí trang nghiêm, câu chuyện nước nóng nước nguội cứ vang vang trong sự chăm chú lắng nghe của các em học sinh ở trường. Đến nơi, bác đã chờ sẵn, trên bàn đặt hai cốc nước. Khi chào hỏi xong, bác chỉ vào cốc nước nóng nói, chú uống đi. Đồng chí cán bộ kêu lên, trời, nắng nóng thế này mà bác lại cho uống nước nóng, làm sao mà cháu uống được? Hiểu ý bác giáo dục, đồng chí cán bộ. Mỗi đầu tuần, một lớp học chuẩn bị một câu chuyện về Bác kể trước toàn trường và rút ra bài học cho mình. Đây cũng là hoạt động mà trường trung học cơ sở Thuận Hưng duy trì trong suốt 11 năm qua. Cách này do cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổng phụ trách đội của trường nghĩ ra. Hiện thực quá lời dạy của Bác, cô dùng mô hình để giúp học sinh trường ra sức phấn đấu trong học tập. Để chuẩn bị cho buổi kể chuyện thì mỗi học sinh phải tự tìm hiểu những mẫu chuyện về Bác. Đây cũng là cách để Bác đến gần hơn với các học sinh. Qua câu chuyện hôm nay thì em nhắn nhủ với các bạn là mình phải học bình tĩnh trong mọi tình huống, không nên dễ nổi nóng. Nếu như nổi nóng thì chúng ta sẽ rất dễ mất kiểm soát bản thân mình, để lại những cái hình ảnh không tốt trong mắt của người xung quanh. Hôm nay sau khi nghe một chuyện này thì em mới rút ra được bài học là chúng ta phải ứng xử hòa nhã với bạn bè và gia đình cũng như là thầy cô, nên từ đây em sẽ biết suy nghĩ trước khi nói. Từ sáng kiến của cô Ngọc Anh, kết quả là nhiều năm liền tỷ lệ học sinh lên lớp của trường trung học cơ sở Thuận Hưng đạt 99,8%, hạnh kiểm khá tốt đạt 100%. Hàng ngày đến trường, các em có ý thức tổ chức kỷ luật cao hơn, không xảy ra tình trạng bè phái, gây gổ, mà sống trong tình đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thì qua cái mô hình này thì giúp cho các em nó lao động tốt hơn, bên cạnh đó thì tạo nên sự đoàn kết cho các em. Nếu trong môi trường học đường, việc đưa các bài học về Bác để nâng cao nhận thức, tính tự giác của học sinh và đang mang lại hiệu quả cao, thì ở cách đó hơn chục cây số, có một người dân dù không công tác trong ngành giáo dục nhưng đã dùng ý chí, nghị lực của bản thân để góp phần lan tỏa sự ham học cho các em, các cháu trong xóm. Năm rồi, ông Võ Văn Chắc, trưởng công an ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, là thí sinh lớn tuổi nhất đăng ký dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Và ông đã thành công trong lần vượt vũ môn này. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Ít ai biết rằng, năm trước đó ông Chắc bị rớt tốt nghiệp khi chỉ thiếu chưa tới nửa điểm. Vượt qua rào cản về tuổi tác, ông đã được hưởng trái ngọt bằng chính sự cố gắng bền bỉ của mình. Lên lịch trình cụ thể cho công việc tại địa phương,
ông Chắc mài mò tự học, tự ôn thi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Tuổi cao mà còn thi đậu tốt nghiệp 12. Điều cốt yếu của người đàn ông 56 tuổi võ Văn Chắc là để cho các em trong xóm noi theo. Thì vấn đề là học tập, học mãi, học hoài. Học không có bao giờ mà hết đâu. Hết là mình học hết nổi thôi. Cái hướng của tôi là phải cố gắng để cho dân ở trong ấp mình. Ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng có vấn đề là phải là càng ngày càng phát triển để giảm đi cái bớt đi cái hộ nghèo cho bà con mình địa phương. Đó là cái điều là tôi mong muốn nhất. Chú bà ông nhận ở đây cũng tốt lắm, ông tới lui, ông thường xuyên ông thăm lo mấy nhỏ, rồi ông cho sách, cho tập, cho vở, rồi mấy nhỏ đi học đồ đi đó. Phải học theo chú ba nhiều lắm à. Ở xóm kia cũng học theo chú luôn. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Đó là điều trăn trở của bác với sự học. Người lớn trong gia đình làm tấm gương học tập suốt đời cho con cháu noi theo. Giáo viên cũng thay đổi phương pháp dạy học bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động và bổ ích nhằm giáo dục đạo đức, yêu lao động, biết sẻ chia giúp đỡ và say mê học tập cho học sinh. Những điều này sẽ tạo nên gắn kết giữa giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội trong giai đoạn hiện nay. Những điển hình về tiết học do cô Ngọc Anh sáng tạo hoặc tấm gương về sự tự học của ông Võ Văn Chắc đang góp phần giúp cho tỉnh Hậu Giang nâng cao chất lượng giáo dục thời gian tới. Thưa quý khán giả, như đã giới thiệu ở phần đầu, thời lượng còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khán giả câu chuyện dạy và học ở trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, trường đã khẳng định được thương hiệu dạy tốt, học tốt. Tại ngôi trường này, cũng đã có hàng chục sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đây là thiết bị tìm kiếm cứu nạn do nhóm học sinh Đàm Thanh Phong, trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh sáng tạo. Nếu ứng dụng vào thực tế, sản phẩm sẽ giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường các vụ cháy hoặc ở những nơi nguy hiểm như rò rỉ khí ga, sạt lở đất. Sản phẩm đã giành giải nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc tại Bắc Ninh năm 2017, góp phần quan trọng vào thành tích đứng nhì toàn đoàn của tỉnh Hậu Giang năm đó. Còn đây là chiếc máy ấp trứng cua đinh do hai học sinh của trường mày mò sáng chế ra, giúp cải thiện tỷ lệ nở từ 60 đến 70% hiện nay của loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao này. Sản phẩm cũng giúp các em xuất sắc đạt giải ba, qua đó đóng góp vào thành tích nhì toàn đoàn cho Hậu Giang tại hội thi tin học trẻ toàn quốc diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 vừa qua. Tất cả các sản phẩm vừa nêu đều có nguồn gốc từ căn phòng này. Mỗi khi nảy ra ý tưởng, các em học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh lại mang đến nói với thầy Lê Hữu Kỳ Quang, giáo viên toán tin của trường. Sau đó, thầy trò hợp sức lại để cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo nên sản phẩm. Từ những buổi học như thế này, mỗi năm học, trường lại cho ra từ 6 đến 8 sản phẩm khoa học có chất lượng tốt, sau đó chọn lọc và hoàn thiện thêm các chi tiết và tính năng sản phẩm để mang đi thi. Học sinh của trường chuyên Vị Thanh, các em rất là tích cực và gần như trong các cái giờ học thì trường đều có những cái chủ đề về hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thì từ cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo đó, các em sẽ hình thành nên những bước đột phá, những cái kết quả, những dự án hoạt động sáng tạo thì làm được những cái bài nghiên cứu rất là tốt. Lợi thế của trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh là ngoài lực lượng học sinh giỏi, còn có đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, giàu năng lực, yêu nghề, có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết. Đó chính là đòn bẩy để trường nâng cao chất lượng giảng dạy, làm nền tảng cho trường đạt chuẩn quốc gia. Trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh hiện có 74 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với 100% giáo viên đạt chuẩn. Có 39 cán bộ giáo viên có trình độ thạc sĩ, đạt tỷ lệ 56,52%. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Nhiều công trình sáng tạo của thầy cô được công nhận cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Hơn 10 năm qua, trường có 93 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 22 học sinh đạt giải cấp quốc gia và khu vực. Tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường chiếm hơn 95%. Có trên 83% học sinh lớp 12 đậu đại học nguyện vọng 1.
một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái thành công cũng như là những cái kết quả của nhà trường đạt được trong những năm vừa qua. Thì thứ nhất là phải kể đến là đường chi bộ ban giám hiệu nhà trường đã tạo được sự đồng thuận nhất quán trong các từ cái việc xây dựng kế hoạch nhà trường tới các mặt hoạt động, thực hiện được cái quy chế dân chủ trong nhà trường, tạo được cái tình đoàn kết cũng như là chia sẻ giúp đỡ nhau trong cái công việc của nhà trường. Kết thúc năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông chuyên Chị Thanh là đơn vị duy nhất cấp trung học phổ thông được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để nâng chất lượng trong thời gian tới, trọng tâm của trường là đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, rèn luyện kỹ năng sống cho các em, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thực hiện đổi mới dạy học. Đây sẽ là nền tảng để trường Trung học phổ thông chuyên Chị Thanh đào tạo ra nhiều nhân tài hơn nữa để phục vụ cho sự phát triển ở địa phương. Tiếp tục chương trình là phần tiểu mục tri thức quanh ta. Trước khi đến với câu hỏi kỳ này, chúng tôi xin nêu câu hỏi của kỳ trước. 8 chữ vàng của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại ngày nay là gì? Đáp án đúng là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Chúng tôi sẽ gửi quà đến các khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất. Còn bây giờ là câu hỏi kỳ này. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng là một thần đồng. Ông là một vị quan to thời nhà Trần và từng được phong là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Xin cho biết ông là ai? Địa chỉ gửi đáp án về chương trình các bạn có thể thực hiện theo hai cách. Chương trình khuyến học khuyến tài Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi sẽ căn cứ theo dấu của bưu điện. Địa chỉ email khuyến học khuyến tài hga@gmail.com. Trong những chương trình kỳ trước, có nhiều khán giả đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình nhưng lại không ghi rõ họ tên, số điện thoại cụ thể. Vì vậy mà nhân viên bưu điện không thể gửi quà đến tận nơi. Mong quý khán giả chú ý điều này. Và đến đây, thời lượng dành cho chương mục khuyến học khuyến tài xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào.